Nghe anh ơi. Nghe. Rồi luôn. Thank you.
Wow. Gì rồi, chuyện đi đâu rồi vậy? Thì xuống dưới là nơi. Ai cái phiên bản game này thắng sướng thiệt. Đúng rồi. Ê. Đục là thắng trâu của xe luôn à. Hết chơi rồi. Hả? Đâu chơi bên kia đâu anh. Trời ơi. Vậy đi thay quần. Ủa sao biến mất rồi?
kì. Bò tay. Mất mạng chứ, cay thiệt chứ. Ủa anh này không chạy ở bên kia nữa hả? Không anh. Ủa sao hai phòng chính chính tính luôn vậy? Ờ? Sao hai phòng chính chính tính? Nè con Đức. Đức nó chạy cách ca hàng với thằng nào á? Ngu mà lì, ngu mà lì. Đức nó có cho sếp gì đâu biết chơi. Hả? À nó có gọi mod đâu mà chơi á. Chắc khỏe hết say từ đây luôn rồi. Đi với ai? Ai vậy? Tình tình nó nó. Quỷ xe buýt này. Rồi đi, đúng rồi. Đúng có suối chỉ đẹp không? Thank you.
thằng thế thằng sáu tông em anh ơi. Trời ơi, rồi thư cái chị đâu vô ở trong kia luôn rồi. Này con đường anh ơi. Này con đường à, không có đường nào đi. Ây da, ây da, ây da. Trời ơi, cái đi cái này mới là khó. Đẹp quá sớm rồi luôn. Ây, trời tới công chuyện luôn. Đụng mà xin lọc quá trời luôn. Thôi tụi này lấy ảo à. Xe gì lọc thì đóng. Rồi sao luôn. Gì yeah. Đi lên trên này còn nguy hiểm hơn nữa. Chứ đi này cũng đâu nguy hiểm mấy. Đâu mà xe lật kinh khủng. Trời ơi xe lật trời ơi. Tai nạn. Ôi giời. Gì vậy? Đủ mà xe lật kinh hồn không? Tôi đi qua chỗ này nữa hả? Nhớ đi có bên hai nước sẽ đi. Bên hai nước. Rồi rồi. Ơi rồi luôn. Cái tập khoai kia này. Rồi kẹt bánh mẹ ơi. Đồn chị đi đâu chị dữ vậy trời. Ở đây có đường thẳng luôn. Ôi cha gô nữa hả? Đi đường này còn được hơn đi đường kia. Mình chết đi lộn đường rồi. Tưởng ngã tư. Có xong. Chị trên này nè, chị ở dưới làm gì dưới. Oh.
Vô kìa kìa. Kìa lại. Quay đầu đi. Kỳ chứ. Quay đầu đi Khôi. Giữ ngoài ta. Gơ thịt đầu xì gơ thịt. Bánh hoài ơi gì vậy? Gì vậy? Phải thiệt. Ôi gì vậy? Này ơi. May dừng sợ kìa. Có tới được đây luôn. Lật bánh hoài là sao trời. Đứng kìa kìa. Thôi. Anh đang sửa xe kìa. Đang setting. Đúng, tùy ra cái
ai đi không bà nghe mới thì chào xuống thiệt. Trời trời cười. Gì vậy? Trời chết đấu thì chết luôn á trời. Chụp đường đứng điếc lỗ tai. Nhất cái đồ đẹp. Hình như cái bản Trigo này team mới up lên rồi phải không? Nó mở thêm 20 skin trọng nữa mà. Trigo anh. Ờ. Hình như không thêm cái skin nó bình thường. Skin vậy mà đâu thêm gì. Đâu, cái chiếc xe dừng nằm nè. Công an ổng báo thêm 20 cái IQ skin đúng không ạ? Chắc cô thêm 2 skin. Rồi tới đây lâu. Chắc nghỉ luôn quá. Thôi bay đi.
vào sâu luôn. Đúng. Ờ, bay xuống dưới luôn rồi. Đụ nhảy ra đi. Đụ mà nhảy còn hơn ngựa luôn. Hẹ nó bay kìa. Đụ mà nhảy hơn ngựa luôn. Thư khoái kim này gắm luôn á. Hả? Thư khoái lấy kim màu xanh này gắm luôn á. Ông có 10 bài sao rồi? Đi xe chở đồ hải sản mà không đi cánh bạc. Đâu biết. Rau củ quả chết rồi. Kiểu này hư héo hết. Bé buông. Ồ, xin ở rừng cũng khỏe không à? Xin nó sáng kỳ đó. Thôi đi. Ồ, xin nó sáng giống buổi chiều gì? Đủ rồi. Gì đâu chứ. Đoạn kia chắc cũng dài lắm rồi. Tới cây xăng nữa. Cái gì xa gì ba ha. Xe quá xe luôn rồi. Ổng có cây xăng luôn á. Tú dưới đây nè. Ừ nghỉ luôn đi. Vậy cây xăng tú dưới đây chết luôn rồi. Đó. Xa như quý. Yeah, nghĩ.